Hello anh em ha, thì cũng khoảng một tuần lễ này thì mình thiếu vài đơn của anh em ha, mình không có làm được cái máy 10 ở đây. Mình để cái máy LC20 này, mình để cũng cái tuần lễ đó anh em. Từ lúc mình cái clip trước anh em thấy mình không có làm được luôn anh em, tại vì nhà có thằng cu con mình nó bị bệnh đó anh em, nằm viện á, thành ra mình không có làm cho anh em được rất là lâu, cho nên là mong anh em cũng thông cảm bỏ qua cho mình ha. Thì bữa nay nó cũng về rồi thì cũng khỏe nha anh em. Thì mình cũng gán mình mua khoảng cả chục ký di động anh em ha. Đây thì cũng đủ làm rồi anh em, thì hết đồ gán lấy luôn ha, mua luôn rồi. Thì tối nay bắt đầu từ bữa nay mai mốt bắt đầu là mình sẽ tranh thủ mình làm máy gửi cho anh em ha. Rồi cảm ơn sự tin tưởng của anh em đã luôn ủng hộ shop Thanh Nguyên nha. Rồi một lần nữa cảm ơn anh em đã luôn thông cảm và chờ đợi mình ha. Rồi tối nay mình sẽ tranh thủ mình làm, mình giao cho tất cả anh em ha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video.